lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu, đội nghi lễ vào vị trí. Xin mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đứng lên chứng kiến lễ tuyên thệ. Trân trọng kính mời Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Lương Cường. Lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây là kết thúc.